Xin chào đại gia đình thích trồng cây. Mình có cái thú vui kỳ lạ đó là dâm, cuồng dâm, đa dâm. Vườn mình chờ rất nhiều ô để mà dâm cây, mình tạm gọi là dâm ô đi ha. Cây già, cây non gì cũng dâm hết, lão dâm, ấu dâm, loạn xạ. Ngày nào cũng dâm cục lưng, gọi là mãi dâm. Và mình chỉ dùng tay để dâm, gọi là thủ dâm. Đó, nói đùa cho vui chứ do mình thích dâm cho nên là video của mình cũng thường là nói về dâm. Và mới vừa rồi thì mình đã dâm cành ớt, hôm nay có hiện tượng là trên những nhánh chanh giấy mình dâm, cho nên mình lại quay video về dâm chanh giấy. Đây là những cây chanh giấy của mình nha. Những cây chanh giấy mình cắm bừa trong ly từ ngày 10 tháng 12 2022 thì nay nó đang lên chồi khỏe nha quý vị. Mình dâm là mình cắm thôi chứ không có thuốc kích rễ gì cả. Nó thì cắm trong những cây ly quá xấu. Không phải là xấu mà quá xấu. Thì có một cái hiện tượng lạ là nó cứ ra bông không? À, nhánh cắm. Nè, có gì thấy rễ nó không? Và nó ra bông. Thì thực ra để mà cái cây này mình trồng được á, thì mình phải vặt bỏ bông đi. Bởi vì còn nhỏ như thế này mà cho mang nặng đẻ đau thì nó sẽ chết. Kiệt sức và nó chết. Những cái đâm nhánh này cũng sống nè, nghĩa là qua hơn 2 tháng mà vẫn còn. Và cái này mới rụng một cái bông nè, bông nở chắc lép giống bên này và mới rụng đây. Còn ở đây thì đang ươm nụ nè. Những cây này là qua 2 tháng vẫn còn xanh, là chứng tỏ còn sống. Và bên dưới thì có rễ nhưng mà nó cứ ham ra bông không. Mà trên cây mẹ thì lại nguyên một cây to, chỉ có một chùm nụ nhỏ nhỏ, nhưng ở đây khi cắm vô thì nó lại toàn ra nụ không. Nó vẫn còn sống nha, nhưng không đâm chồi mà đâm nụ. Nói chung là ham sinh đẻ quá. Thì đây là một hiện tượng lạ. Mình sẽ bỏ nụ bỏ bông đi và mình sẽ trồng ra. Kiểu như là mình chia sẻ cái những việc làm hàng ngày của mình thôi, với lại để cho mọi người dễ theo dõi rằng là cây mình dâm thì nó có hiệu quả không. Thì đây không phải là sống hết mà là gieo dâm 24 ly mà sống được 12 ly, tức là mới 50%. Nhưng mình đã biết được một bí quyết để sống 100%, đó là nằm ở cái đất. Do hôm qua là mình làm cái video về dâm cành ớt, chủ đề đó mình cũng đã từng nói rồi. Nhưng mà mình nhận thấy là khi mình cắm hai cái chậu với hai loại đất khác nhau thì cái chậu mà cắm trong đất thịt này, đất thịt trộn với sơ dừa với vỏ lạc á, thì nó lên đều hơn. Còn cái đất tro trấu thì nó không có lên, nó chết. Cho nên mình thấy rằng là khi dâm, ta nên dâm trên đất thịt sơ dừa trộn lại. Nếu có được cái vỏ trấu thì càng tốt. Còn không thì sơ dừa, vỏ lạc và đất thịt nha quý vị. Thì đất này sẽ giúp cho nó giữ ẩm tốt thì nó sẽ sống thôi. Thì để mà thời gian ra rễ nhanh, không có đến mức mà 1-2 tháng như lâu nay, như là thông thường, thì khi nó được 2 tuần á thì mình pha loãng thuốc kích rễ, mình tưới lên cái ly đó, ly dâm á. Còn khi mình nhúng ngay từ đầu thì nó sẽ ảnh hưởng đến nhánh cắm, bởi vì nhánh cắm mình chia rất là ngắn mà nó là nhánh xanh mà, cho nên là mình sợ nó ảnh hưởng. Như vậy để nó sống đều thì ta dùng đất thịt trộn với sơ dừa và vỏ trấu, rồi 2 tuần sau khi dâm thì mình tưới thuốc kích rễ pha loãng thì nó sẽ ra rễ nhanh và nó sống nhiều hơn, tỷ lệ cao hơn. Thì ta chọn những cái nhánh còn xanh, nó hơi non một chút đó, gọi là bánh trẻ đó quý vị, thì nó sẽ dễ sống lắm. Mình cắt như thế này, cắt xéo như thế này, cắt xéo như thế này. Xéo là xéo cái vết cắt á, đó, 45 độ nè. Còn như quý vị cắt cái nhánh hóa gỗ thì nó sẽ không sống. Vừa rồi là cây chanh giấy, còn đây là cây chanh trúc. Lá có hình số 8 và nó thơm lừng. Còn gọi là chanh thái hoặc là chanh não người. Não người là nói theo tên của cái trái, theo cái dáng trái. Tôi cũng sẽ cắt dâm. Thì chanh trúc này dâm rất dễ. Đó,
À, đây đây là một ví dụ này, mình cắm nó và bây giờ nó ra rễ này, rễ lên đây à, lòi ra cả cái lỗ này à. Thì đất thịt là cái đất trong tự nhiên nha quý vị, lớp đất mặt trong tự nhiên á, để mà nông dân canh tác để trồng hoa màu rồi đó, trồng lúa rồi đó. Khi trồng lúa thì kêu là ruộng vậy thôi. Theo mình nghĩ à, sở dĩ mình dâm cây hiệu quả là bởi vì ngoài cái độ kết dính á, nó khiến cho nó giữ ẩm tốt á, thì còn có một cái yếu tố nữa à, đó là nó hợp với lẽ tự nhiên. Bởi vì cây nó nghe hơi đất thì nó ra rễ, mà cái đất là đất tự nhiên. Còn mà cái đất mà đất nhân tạo như là mình đốt vỏ trấu thành tro, hay là mình dùng rác hữu cơ mình làm thành đất gọi là đất sạch đó, thì cái hơi đất nó không có, nên là không kích thích sự ra rễ nhiều bằng cái này. Bởi vậy cho nên dâm canh bằng đất thịt sẽ dễ thành công hơn. Và hôm nay mình chuẩn bị một lượng ly hùng hậu, gồm có 35 ly, và mình sẽ dâm những cái nhánh chanh giấy và bên kia là chanh trúc. Khi mình hiểu được cây ra rễ ở đâu thì mình sẽ dâm rất dễ. Thứ nhất là mình cắt đoạn ngắn. Thứ hai là trong đất mình cho ít nhất một mắt lá. Vì sao? Bởi vì mắt lá là nơi nó sẽ đâm chồi. Cái nách á, nách lá bên trên là nách lá đâm chồi, bên dưới là cái đáy của cuống lá là gọi là mắt lá, thì nó sẽ ra rễ. Và như vậy mình cắm sao mà có một cuống lá này, tức là một mắt lá này trong đất thì nó sẽ sống. Nó ngắn là để nó nuôi ít chồi, chờ nhánh dài thì nó sẽ suy kiệt. Cho nên mình luôn luôn ngắn dâm phải ngắn. Ở đây là mình chỉ ngắn chưa tới 10cm nha quý vị. Tất nhiên đó chỉ là ước lệ thôi. Mình có thể 15, 12cm hoặc là 5cm cũng được. Miễn sao nó chứa một ít nhất một mắt lá trong đất để nó ra rễ ở đó nha quý vị. Ly dâm thì quý vị nên dùng ly nhựa trong và đã đâm lỗ, 3 lỗ ở dưới đáy nha quý vị, để thoát nước. Thì đây là một nhánh dâm gần 10cm. Mình sẽ cắm vô, cắm hai mắt lá bên trong nè. Nè, một mắt nè. Một mắt, hai mắt. Mình cắm vô bên trong. Mình nhấn lại. Và mình tưới đẫm. Đó, vậy là xong. Còn cái này chỉ ngắn 5cm. Chỉ chờ một mắt lá bên trên cho đâm chồi nè. Mình cắm một mắt lá trong đất này, một mắt này, đó cũng được thôi. Vậy là thành công á. Cái này mình cho 3 mắt lá trong đất cũng được, miễn là chia cành ngắn. Và có gì để ý là cành màu xanh nha. Cái này thì mình cho một mắt lá trong đất và mình chấm cái cuống lá à, cho cuống lá bên dưới á, tiếp xúc với đất luôn, thì nó ra rễ ở đâu cũng được, cái mắt trong đất cũng được, mà mắt chạm với đất cũng được. Chủ yếu là chia đoạn ngắn, cắm xuống và tưới đẫm và không xăm soi nha quý vị. Nếu quý vị dở lên dở xuống thì cái rễ nó chuẩn bị ra nó sẽ bị động, coi như bị ảnh hưởng quá trình ra rễ đó, cho nên ta để đâu thì ta để yên đó. Và sau khi cắm xong tưới đẫm thì quý vị để ở nơi có nắng buổi sáng và mỗi ngày tưới một lần. Như vậy là mình đã cắm xong 9 cái ly chanh giấy. Và bây giờ mình chuyển qua chanh trúc với một chồng ly này, 20 mấy cái ly. Đó. Chanh trúc thì cũng như chanh giấy, cũng chia đoạn rất ngắn và cắm xuống. Những cái gai này thì mình cắt đi cũng được, mà để cũng được. Rồi, đơn giản như vậy thôi. Đây là mình đang cắm để thành cái con đi bán đây nha. Chanh trúc này á, gọi là dâm đại trà để bán đó. Cho nên là điều mình nói cực kỳ là đơn giản và ai cũng áp dụng được. Còn như quý vị muốn nó ra rễ nhanh thì sau cắm 1 tuần đến 2 tuần thì mình pha loãng kích rễ đó à, mình tưới vô à, vậy thôi. Vậy video của mình đến đây xin tạm dừng nha à, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.